Phải nói đây là một mùa giải vô cùng khó khăn của câu lạc bộ bóng đá nữ Thành phố Hồ Chí Minh 1. Khi bước vào giải đấu năm nay, nhiều trụ cột của đội bị chấn thương, cùng với việc vắng mặt tiền đạo Huỳnh Như đang thi đấu ở nước ngoài. Chính vì vậy, huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi buộc phải đôn lên nhiều cầu thủ trẻ. Sau giai đoạn lượt đi tương đối thuận lợi khi đứng ở ngôi đầu, nhưng bước vào lượt về, cô trò Kim Chi đã tỏ ra hụt hơi, có lúc tưởng như chức vô địch đã xa tầm tay. Tuy nhiên, khi các đối thủ trực tiếp là Than Khoáng Sản Việt Nam và Hà Nội đã tự kìm chân nhau, ở lượt trận áp chót, câu lạc bộ bóng đá nữ Thành phố Hồ Chí Minh 1 đã có trận thắng quyết định 3-0 trước Phong Phú Hà Nam, gần như chạm một tay vào chức vô địch. Bước vào giải đấu thì rất là tốt, nhưng mà đến với giai đoạn lượt về thì bọn em có một chút bị hụt hơi so với cái trận đầu tiên của lượt về, thì khi mà tụi em gặp với đội Hà Nội 1 và để thua đối thủ trực tiếp với tỷ số 2-0, và dường như cái cơ hội để mình đối đầu với những cái đối thủ và tranh chức vô địch nó càng hẹp lại. Và sau đó thì tụi em cũng đã động viên nhau và cố gắng thi đấu thật tốt những trận đấu kế tiếp để mình có thể hướng đến chức vô địch năm nay. Vượt qua nhiều khó khăn, cô trò Kim Chi cuối cùng cũng được ca khúc khải hoàn. Đây là chức vô địch thứ 5 liên tiếp của câu lạc bộ bóng đá nữ Thành phố Hồ Chí Minh, nối dài kỷ lục số lần vô địch quốc gia lên con số 12. Từ năm 2015 đến nay thì Chi dẫn dắt đội cũng được 9 năm rồi. Thì trong 9 năm đó, Chi cùng với đội Thành phố Hồ Chí Minh 1 đã đạt được 8 chức vô địch, và trong đó có 5 chức vô địch là liên tục. Không ngừng đầu tư tuyển chọn và đào tạo lớp kế thừa, giờ đây những cụ thị Huỳnh Như hay Kim Yên đã dần trưởng thành và tiếp nối thế hệ đàn chị mang vinh quang về cho bóng đá nữ thành phố. Em đôn lên đội 1 từ năm 20 và em đã thi đấu cùng các chị được 3 năm. Năm nay là chức vô địch ý nghĩa nhất của em. Một năm nữa trôi qua, bóng đá nữ tiếp tục mang vinh quang về cho thể thao thành phố. Trên con đường trẻ hóa, nhiều khó khăn đang chờ đón cô trò Kim Chi trong năm 2024, nhưng tất cả vẫn đồng lòng chung sức để bóng đá nữ thành phố luôn vững vàng trên ngôi hậu. Nhân dịp đầu năm mới, Chi xin chúc cho bóng đá nữ Thành phố Hồ Chí Minh ngày càng phát triển. Chúc cho những ai yêu mến bóng đá nữ sẽ luôn mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn. Năm mới thì em cũng xin chúc cho tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an.